Anh, mẹ vừa chuyển cho em 5 triệu. Bình thường mà, tại mẹ thương em đó. Mẹ gọi. Dạ, con nghe đây ạ. Ngọc à, sắp tới là sinh nhật của con. Mẹ không có biết mua cái gì tặng con nữa, nên mẹ chuyển vào tài khoản con 5 triệu rồi đó. Con thích mua cái gì thì con mua. Con biểu thằng Danh nó chở con đi mua ha. Nếu thiếu, báo cho mẹ hay mẹ chuyển thêm cho. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ chuyển cho em nhiều, em ngại quá. Mẹ cho thì em cứ nhận đi. Thôi, bây giờ anh chở em đi mua cái túi mà em thích ha. Vậy, để em đi thay đồ rồi đi nha. Anh ơi, thứ bảy này em không đi họp lớp nữa nha. Sao vậy? Em chuẩn bị lâu lắm rồi mà. Mẹ nói thứ bảy mẹ qua chơi với vợ chồng mình, mà anh có nấu ăn được đâu, nên nếu mà mẹ qua thì mẹ lại vất vả ra. Em yên tâm đi, anh với mẹ lo được. Em cứ đi đi. Không sao làm sao được, cứ quyết định như vậy đi. Mẹ gọi cho em nè. Dạ, con nghe đây ạ. Mà cuối tuần mấy giờ mẹ qua để con chuẩn bị ạ? Ngọc à, cuối tuần này á, mẹ định qua thăm hai đứa. Nhưng mà mẹ có cái lịch đi chơi với mấy bà bạn của mẹ rồi. Với lại mẹ nghe Danh nó nói á, tuần này con cũng bận lắm. Thôi để tuần sau mẹ qua nha con. Dạ vâng ạ. Vậy ha. Dạ, con chào mẹ ạ. Anh ơi, mẹ nói cuối tuần mẹ không qua nữa. Mà sao em cứ thấy hình như chuyện gì mẹ cũng biết hay sao á? Vậy thì em yên tâm đi học lớp là còn gì. Tôi có một người mẹ chồng luôn yêu thương và quan tâm tôi hết mực, cứ như là trong mơ vậy. Mẹ ơi, bà nội mua cho con nhiều gấu bông lắm nè mẹ ơi. Mẹ với Vi qua chơi mà sao không nói con để con về sớm à? Sao mẹ còn mua cho cháu nhiều đồ chơi vậy à? À, mua cho cháu nội mà. À, mẹ qua sáng, mẹ biết lúc này công ty nhiều việc, thành ra mẹ với Vi qua nấu cơm cho bé Cúc với lại con về có ăn. Chứ Danh nó có biết nấu nướng gì đâu. Vi, con đi coi cái nồi thịt coi. Dạ. Tôi cứ tưởng mình là người may mắn nhất trên cuộc đời này. Cho đến khi mẹ và em dâu qua thăm, tôi mới biết được nguyên nhân.